Chào mừng đến với bản tin phân tích thị trường crypto ngày 8 tháng 9 năm 2022. Bitcoin và một số loại tiền thay thế đã giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng và sức bật của sự phục hồi thiếu sức mạnh, làm tăng nguy cơ giảm thêm. Sau khi giao dịch gần mức 20.000 đô la trong vài ngày, Bitcoin BTC đã giảm mạnh và giảm xuống dưới 19.000 đô la vào ngày 6 tháng 9. Sự sụt giảm không chỉ giới hạn ở thị trường tiền điện tử vì thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cũng đóng cửa thấp hơn vào ngày 6 tháng 9. Các tài sản rủi ro đã phải đối mặt với áp lực bán trong vài ngày qua khi các nhà đầu tư lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục với chính sách thắt chặt mạnh mẽ của mình. Công cụ FedTwat của CME cho thấy xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên 80% từ 69% một tuần trước. Điều này đã kéo dài sự gia tăng của chỉ số đô la Mỹ DXY. Đóng cửa trên 110 vào ngày 6 tháng 9, thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường tiền điện tử đang cố gắng phục hồi vào ngày 7 tháng 9 nhưng sự phục hồi có khả năng duy trì sau khi DXY có dấu hiệu đứng đầu. Mặc dù thị trường gấu đã trở nên tàn bạo nhưng đó là một dấu hiệu đáng khích lệ khi thấy rằng các công ty đầu tư mạo hiểm đã tiếp tục đổ tiền vào các công ty tiền điện tử và blockchain. Theo một báo cáo của KPMG được công bố vào ngày 6 tháng 9, tổng các khoản đầu tư trong nửa đầu năm 2022 của các công ty này đạt 14,2 tỷ đô la. Sau con số kỷ lục 32,1 tỷ đô la đầu tư được thực hiện vào năm 2021, các mức kháng cự trên không quan trọng trong Bitcoin và các altcoin cần được vượt qua để đà tăng bắt đầu là gì? Hãy cùng nghiên cứu biểu đồ của 10 loại tiền điện tử hàng đầu để tìm hiểu. BTC USDT giao dịch trong phạm vi chặt chẽ của Bitcoin giữa 19.520 đô la Mỹ và 20.576 đô la Mỹ đã giải quyết vấn đề giảm vào ngày 6 tháng 9. Những con gấu đã kéo giá đến vùng hỗ trợ mạnh giữa 18.910 đô la Mỹ và 18.626 đô la Mỹ. Nếu giá phục hồi khỏi khu vực, cặp BTC USDT có thể tăng lên mức phá vỡ là 19.520 đô la Mỹ. Những con gấu sẽ cố gắng chuyển mức này thành mức kháng cự. Nếu họ quản lý để làm điều đó, khả năng phá vỡ dưới vùng hỗ trợ sẽ tăng lên. Điều đó có thể đưa cặp tiền này xuống mức hỗ trợ quan trọng ở mức 17.622 đô la Mỹ. Việc phá vỡ và đóng cửa dưới mức này có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày đi xuống EMA 20.427 đô la và chỉ số sức mạnh tương đối ASI gần vùng bán quá mức cho thấy phe gấu đang kiểm soát. Dấu hiệu đầu tiên của sức mạnh sẽ là sự phá vỡ và đóng cửa trên đường EMA 20 ngày. Một động thái như vậy sẽ cho thấy rằng những con bò đực đang cố gắng trở lại. SUSDT, Ether đã tăng trên mức trung bình động vào ngày 6 tháng 9 nhưng phe bò không thể vượt qua rào cản trên không ở mức 1.700 đô la. Những con gấu đã bán mạnh và kéo giá trở lại dưới đường EMA 20 ngày 1.597 đô la Mỹ. Những con gấu sẽ cố gắng xây dựng lợi thế và nhấn giá xuống dưới đường viền cổ của mô hình đầu và vai SNS. Nếu họ thành công, cặp SUSDT có thể giảm xuống còn 1,422 đô la và sau đó là hỗ trợ quan trọng ở mức 1,280 đô la. Mục tiêu mẫu của thiết lập giảm giá này là 1.050 đô la Mỹ. Ngoài ra, nếu giá bật ra khỏi đường viền cổ, nó sẽ cho thấy rằng những con bò đực tiếp tục coi việc giảm giá như một cơ hội mua. Sau đó, cặp tỷ giá có thể hợp nhất giữa đường viền cổ và 1.700 đô la trong một thời gian. Việc phá vỡ và đóng cửa trên 1.700 đô la Mỹ có thể dọn đường cho một đợt tăng có thể lên 2.030 đô la Mỹ. BNB USDT, BNB đã giảm mạnh so với đường EMA 20 ngày 282 đô la vào ngày 6 tháng 9 và phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng ở mức 275 đô la. Điều này hoàn thành mô hình SNS giảm giá. Nói chung, sau khi sự cố từ một hỗ trợ chính, giá sẽ quay lại kiểm tra lại mức
Trong trường hợp này, người mua sẽ cố gắng đẩy giá trở lại trên 275 đô la Mỹ. Nếu họ cố gắng làm điều đó, một số con gấu hung hãn có thể bị mắc kẹt. Điều đó có thể dẫn đến sự siết chặt ngắn hạn và cặp BNB USDT có thể tăng lên 308 đô la Mỹ. Mặt khác, nếu giá giảm xuống từ 275 đô la Mỹ, điều đó sẽ cho thấy rằng những con gấu đã chuyển mức thành kháng cự. Điều đó có thể bắt đầu giảm xuống 240 đô la và nếu hỗ trợ này cũng nhường chỗ. Điểm dừng tiếp theo có thể là mục tiêu mẫu ở mức 212 đô la. XRP USDT. Phe bò đã đẩy XRP lên trên ngưỡng kháng cự trên 0,34 đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 9 nhưng phe gấu đã bẫy những người mua tích cực và kéo giá xuống dưới mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0,32 đô la Mỹ. Một điểm tích cực nhỏ là phe bò đã không cho phép giá duy trì dưới 0,32 đô la. Đuôi dài trên thanh nến ngày 7 tháng 9 cho thấy việc mua ở các mức thấp hơn. Nếu giá duy trì trên 0,32 đô la, cặp XRP USDT có thể mở rộng hành động giới hạn phạm vi của nó thêm một thời gian nữa. Trái ngược với giả định này, nếu giá giảm so với mức hiện tại và duy trì dưới 0,32 đô la, nó sẽ dọn đường cho sự sụt giảm có thể xảy ra xuống còn 0,30 đô la. Những con bò đực có thể sẽ bảo vệ mức này bằng tất cả sức mạnh của họ. ADA USDT Cardano ADA đóng cửa trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày SMA 0,49 vào ngày 4 tháng 9 và phe bò bảo vệ mức này vào ngày 5 tháng 9. Người mua đã cố gắng kéo dài đợt phục hồi vào ngày 6 tháng 9 nhưng đã gặp phải một bức tường bán gần 0,51 đô la Mỹ. Giá đã giảm mạnh và phá vỡ dưới đường trung bình động. Cả hai đường trung bình động đều đi ngang và chỉ số ASI nằm ngay dưới điểm giữa cho thấy một hành động giới hạn phạm vi trong thời gian tới. Cặp ADA USDT có thể dao động trong khoảng từ 0,44 đô la Mỹ đến 0,51 đô la Mỹ trong vài ngày tới. Những con gấu sẽ phải giảm giá xuống dưới 0,44 đô la để mở cửa cho việc giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng ở mức 0,40 đô la. Ngoài ra, nếu giá tăng từ mức hiện tại và vượt qua mức 0,51 đô la, thì cặp tiền này có thể tăng lên đường xu hướng giảm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hữu ích hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh. Cảm ơn.